Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thông điệp liên bang vào tối ngày 1 tháng 3, tức sáng ngày 2 tháng 3 theo giờ Việt Nam, đã công bố lệnh đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Trên thực tế, các chuyến bay Nga đã không thể bay đến Mỹ trong những ngày qua do lệnh cấm đi vào không phận Canada và châu Âu. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders, tối nay tôi cho rằng những nhà tài phiệt Nga và những người lãnh đạo của họ nên dừng ngay việc lãng phí hàng tỷ đô la vào chế độ bạo lực này nữa. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ hành động nhằm nhắm vào lợi ích bất chính của giới tài phiệt Nga, cùng với việc truy tìm và tịch thu du thuyền, căn hộ sang trọng, máy bay riêng của họ. Tối nay tôi cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ hợp lực cùng các đồng minh tuyên bố áp lệnh cấm máy bay của Nga vào không phận Mỹ, xa hơn nữa là cô lập Nga và nền kinh tế của họ. Đồng rúp đã mất 30% giá trị, thị trường chứng khoán Nga đã mất 40% giá trị và giao dịch vẫn bị đình chỉ. Nền kinh tế Nga đang quay cuồng và một mình Putin là người phải chịu trách nhiệm. Liên tiếp những ngày qua, hàng loạt quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Anh cùng các nước Bắc Âu và Baltic thông báo đóng cửa không phận với máy bay Nga. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ nhằm gây sức ép với Moscow sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Kết lại thông điệp liên bang về vấn đề Ukraine, Tổng thống Biden nhấn mạnh ông cùng với các đồng minh của mình đang hỗ trợ người Ukraine trong cuộc chiến giành tự do. Chúng tôi đang cung cấp hơn 1 tỷ đô la hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine, hỗ trợ quân sự, hỗ trợ kinh tế và hỗ trợ nhân đạo. Thưa quý vị, cách đây khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đọc thông điệp liên bang. Trong thông điệp lần đầu tiên tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Tổng thống Joe Biden cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải trả giá về những hành động của mình ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là vô cớ và có kế hoạch từ trước, cáo buộc Tổng thống Putin từ chối những nỗ lực ngoại giao. Tổng thống Putin nghĩ rằng phương Tây và NATO sẽ không phản ứng. Ông ấy nghĩ rằng có thể chia rẽ chúng ta, nhưng Tổng thống Putin đã sai. Chúng ta đã sẵn sàng. Cũng trong thông điệp liên bang, Tổng thống Biden đã thông báo lệnh cấm máy bay Nga và không phận Mỹ. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt lệnh trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt chống Nga kể từ khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng Donbass miền đông Ukraine. Đối với Ukraine, Tổng thống Biden nhắc lại rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội đến Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng thông báo kế hoạch hỗ trợ hơn 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp cho Ukraine, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo từ Mỹ và các đồng minh. Bên cạnh vấn đề đối ngoại, Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm kiểm soát đại dịch COVID-19, cam kết củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng, chống lạm phát bằng cách hạ giá thành sản xuất hàng hóa, qua đó thúc đẩy sản xuất, giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Vào thời điểm nước Mỹ đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức cả về đối nội và đối ngoại, thông điệp mà ông chủ Nhà Trắng muốn gửi đến người dân Mỹ là những ngày đẹp trời vẫn còn ở phía trước. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã bước sang ngày thứ Bảy. Trong ngày 1 tháng 3, Nga đã công kích hàng loạt mục tiêu ở thủ đô Kiev, đồng thời chặn đường ra biển Azov của quân đội Ukraine. Có nhiều thông tin cho rằng thành phố Mariupol, phía nam Ukraine đang bị lực lượng Nga bao vây. Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine và nằm ở đông bắc của nước này, đêm qua tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội. Thống kê của Liên Hợp Quốc cho thấy là khoảng 12 triệu người tại Ukraine đang cần trợ giúp, khoảng 1 triệu người đã mất nhà cửa và hơn 677.000 người đã sơ tán ra nước ngoài. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg tái khẳng định NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đến nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Nhằm chia sẻ những khó khăn với người Việt Nam và người Ukraine, các doanh nghiệp và bà con người Việt tại Cộng hòa Séc đã quyên góp một số nhu yếu phẩm và các đồ dùng thiết yếu nhằm hỗ trợ bà con người Việt tại Ukraine và người dân thường Ukraine tại khu vực biên giới Slovakia và Ukraine vượt qua khó khăn hiện nay. Hiện toàn bộ số lượng hàng đã được vận chuyển đến biên giới Slovakia và Ukraine.
Các nhu yếu phẩm như mì ăn liền, nước uống, đồ hộp, vật dụng cá nhân, chăn ga, gối đệm và thiết bị y tế đã được đóng gói và gửi đến cho người dân và bà con người Việt đang tị nạn ở khu vực biên giới Slovakia và Ukraine. Ông Đặng Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty H&T Familex, chia sẻ. Theo như kêu gọi của cộng đồng người Việt Nam thì chúng tôi biết được là trẻ em và phụ nữ và dân Ukraine đang rất thiếu thốn. Xuất phát từ những tình cảm chung thôi, chúng tôi muốn ủng hộ cho dân Ukraine một số lượng hàng chăn và đồ thiết yếu để cho dân Ukraine có được những qua được mùa đông, và tôi cũng mong muốn là chiến tranh cũng nhanh kết thúc. Ông Lê Hưng, giám đốc công ty bánh mì Ba nói: đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta quá hiểu được là cái sự mất mát và những hậu quả của cuộc chiến tranh. Thì bánh mì Ba cũng như là các tập thể các nhân viên của bánh mì Ba là đồng lòng hết sức là tìm một cái cách nào đấy để giúp đỡ những người đang bị kẹt trong cuộc chiến. Hiện tại thì Ủy ban các tỉnh, thành phố của Séc cũng đã và đang kêu gọi tổ chức quyên góp các hiện vật, trang thiết bị y tế để chuyển đến hỗ trợ các trại tị nạn ở khu vực biên giới của Ukraine với các nước Đông Âu. Với truyền thống tương thân tương ái, người Việt tại Séc cũng đã thể hiện tấm lòng chia sẻ, không chỉ hỗ trợ cho bà con người Việt ở Ukraine mà còn sẵn lòng tương trợ cho những người yếu thế. Nóng, TASS, công ty điều hành Nord Stream 2 nộp đơn xin phá sản. Hãng thông tấn Trung ương Nga TASS trích dẫn thông tin được phát trên truyền thông Thụy Sĩ cho biết, ngày 1 tháng 3, công ty Nord Stream 2 AG, nhà điều hành dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 dòng chảy Phương Bắc 2, đã nộp đơn xin phá sản. Trước đó, đài RT dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin cho biết công ty Nord Stream 2 AG có trụ sở tại nước này đã xem xét nộp đơn xin phá sản sau khi buộc phải sa thải hơn 140 nhân viên. RT cho biết quyết định sa thải nhân viên đã được Nord Stream 2 AG đưa ra sau khi Đức đình chỉ quá trình cấp phép cho Nord Stream 2 vô thời hạn, một trong những biện pháp trừng phạt cứng rắn mà châu Âu nhằm vào Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Trả lời cuộc phỏng vấn của đài RTS, Bộ trưởng Pameli cho hay, chúng tôi được biết rằng toàn bộ nhân viên của Nord Stream 2 AG ở Đức, Thụy Sĩ, ước tính có hơn 140 người đã bị sa thải. Dự án đường ống Nord Stream 2 được xây dựng với mục đích dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức và đã hoàn thành vào tháng 8 năm 2021, nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép của Đức và Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, chưa đầy một năm trước, tại hội nghị thượng đỉnh Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố mối đe dọa từ chiến tranh hạt nhân là tàn dư của chiến tranh lạnh và không thể lặp lại. Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã yêu cầu các quan chức quốc phòng và quân sự hàng đầu đặt lực lượng hạt nhân Nga vào trạng thái sẵn sàng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hạt nhân đã vào vị trí báo động cao nhất. Trên thực tế thì lời cảnh báo của ông Putin hiếm khi được nghe thấy, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Liên Xô cũ đe dọa thế giới bằng những trận chiến hủy diệt. Trạng thái vũ khí là trọng tâm trong nhiệm vụ ngăn chặn các cuộc tấn công. Theo đó, trạng thái cảnh báo buộc các lực lượng chuẩn bị đáp trả trong thời gian ngắn, khiến kẻ thù có ít khả năng tấn công trước hoặc gây nhiều thiệt hại. Trước đây, để hạn chế nguy cơ chiến tranh hạt nhân, một số chuyên gia về vũ khí đã đề nghị tách đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa. Tuy nhiên, sau mệnh lệnh của ông Putin, các tên lửa rất có khả năng sẽ được tái trang bị. Nga cũng có thể tải vũ khí hạt nhân lên hạm đội không quân hoặc điều thêm tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra biển. Ngoài lực lượng hạt nhân chiến lược, Nga còn có ít nhất vài nghìn vũ khí hạt nhân phi chiến lược, chẳng hạn như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Những vũ khí này được gọi là phi chiến lược vì không thể tiếp cận lãnh thổ Mỹ, nhưng các quốc gia ở châu Âu hoàn toàn nằm trong tầm bắn. Kho vũ khí của Nga bao gồm 527 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. ICBM có thể đạt tốc độ tối đa 6,4 km/giây. Điều đó có nghĩa là vũ khí này sẽ tới Anh chỉ trong 20 phút, theo Telegraph. Hệ thống chỉ huy của Nga cũng được quyền phóng vũ khí hạt nhân trong vòng 10 phút sau khi nhận lệnh từ Tổng thống. Thông qua thứ được gọi là vali hạt nhân Dragon, chiếc vali huyền thoại vốn được Tổng thống Putin sử dụng để truyền mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần thiết.